Hello, chào tất cả mọi người, thì mình là Sika đây. Ngày hôm nay thì Kẹo lại quay trở lại với anh em trong một trận đấu game đua nhá. Ui, vãi nhở. Trời ơi, thế nào trên bàn kinh thế nhở. Nói chung là bình tĩnh thôi anh em ơi, cứ từ từ. Ui, đồng đội công nhận là máu thật. Vãi cả trưởng luôn anh em ơi. Bữa nay thì mình phát hiện ra là sao Ska bắn chán thế anh em nhở. Dạo trước thì phải nói là Ska Titan bắn rất là ngon, nhưng mà lần này chẳng hiểu sao Ska bắn chán vãi luôn anh em. Thôi thì ngày hôm nay, trước khi bắt đầu clip sẽ có một món quà nho nhỏ dành cho tất cả mọi người nhá. Ngày hôm nay thì bây giờ đây tôi sẽ hướng dẫn anh em, đấy là các bạn mod giao diện gái xinh trong game Free Fire. Thì đơn giản thôi, sau khi mà anh em đã tải cái file mod phiên bản OB20 của mình, và các bạn sẽ cài thêm cho mình một cái phần mềm, đó là Z-A-Driver. Rồi nhá, các bạn mở ứng dụng ra cho mình nhá, cấp tất cả quyền cho ứng dụng đây. Sau khi mà anh em tải cái file kia xong thì mặc định nó sẽ nằm ở trong phần download nhé, hoặc là theo máy của các bạn, nó nằm ở phần tải về chỗ nào thì các bạn vào mục đấy cho mình. Rồi nhá, các bạn nhấn vào đây, sĩ kẹo mod OB20. Đơn giản thôi, lúc này các bạn chọn vào giải nén này. Ok, sau đấy anh em nhấn vào cái nút 2 chấm góc trên là cho mình nhé. Anh em chọn mục Android này, các bạn chọn mục Data này, các bạn chọn mục com dts free file th này, rồi nhá, vào mục file này, image cache này 1.46 này, các bạn nhấn vào cái biểu tượng cái nút màu xanh ở ngay bên dưới cùng nhá, bên tay phải nhá, nhấn vào cho mình này, áp dụng cho tất cả các tệp, và các bạn nhấn vào thay thế. Lúc này thì cái app nó sẽ yêu cầu anh em nhập mật khẩu, các bạn nhập đúng cho mình, bật tiếng Anh nha anh em. Sĩ kẹo, ok, pass của cái tệp này sẽ là sĩ kẹo nha. Ok luôn này. Như vậy là tệp lưu trữ đã được giải nén thành công. Lúc này thì anh em out ra ngoài màn hình chính, các bạn vào lại game thì sẽ có một cái điều khá là bất ngờ nhá. Thì đơn giản là cái mod này của mình ấy, là anh em yên tâm nha, là nó sẽ không bị khóa tài khoản. Đơn giản là mình chỉ là thay một vài những cái file ảnh vào file bộ nhớ tạm của game, nên là anh em hãy cứ yên tâm chơi nha. Yên tâm là sẽ không bị khóa nick nha mọi người. Và ngay cả kẹo cũng xài thì anh em còn lo gì nữa đúng không nào. Rồi nha, ok này, tắt thông báo này, vào mục chọn game để chơi nhá. Úi dồi ôi, công thấy chưa, công thấy chưa. Này, đấy, chơi chế độ nào cũng toàn là gái thôi công ạ. Rồi nhá, và khi mà anh em vào shop đây, sau đấy các bạn vào mục nhá, vũ khí nhá. Úi dồi, lại ảnh gái này. Nếu như mà anh em quan tâm về cái video cũng như là cái cách mod game này ấy, thì các bạn đừng quên là hãy like cho video nha. Video này được 10.000 like, tôi sẽ hướng dẫn anh em thay ảnh gấu, thay ảnh người yêu các thứ vào, để anh em tự mod luôn, anh em ấy tự mod giao diện luôn nhá. Rồi nhá, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello anh em, thì chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với trận đấu game Free Fire ngày hôm nay. Hôm nay thì mình cũng có một cái tin vui muốn thông báo cho tất cả mọi người. Đây là hiện tại thì mình đã livestream lại trên NoNoLive rồi nha mọi người ơi. Ui, vãi cả trưởng. Đứa nào bắn ở dưới kinh thế. Ui, vãi, tin là máu thế nhờ anh em nhờ. Rồi, anh em yên tâm, các bạn cứ từ từ, không phải vội. Ui, vãi trưởng nhờ. Riêng kẹo thì kẹo còn chưa nhìn ra chúng nó ở đâu nữa luôn cơ. Vãi nhờ. Ui, sát thủ ơi, kiểu này bạn lên bản điểm số chắc rồi. Mình là mình cũng không thể cứu được bạn đâu. Ui dồi, quá là xui cho người đồng đội của mình luôn anh em. Thông tin cho anh em là từ hôm nay thì mình sẽ bắt đầu livestream lại trên NoNoLive với ID đấy là 4739 7760 nha mọi người. Đó, thì mình sẽ livestream vào lúc đấy là từ 19 giờ đến 22 giờ hàng ngày trên NoNoLive nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn, và các bạn nhớ follow để ủng hộ cho mình nhá. Đó là cái thông tin mà kẹo muốn nói với anh em luôn. Thì mình cũng nghỉ livestream bên NoNoLive một cái quãng thời gian nó khá là lâu rồi anh em ơi. Nghỉ livestream bên NoNoLive 3 tháng. Và đây anh em ơi, bắt đầu từ tối ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chiến đấu trên sóng livestream của NoNoLive, ID 4739 7760 nha. Các bạn có thể là tải app ở cái link bên dưới phần mô tả của video nhé. Và nhớ là hãy tìm ID game 4739 7760 nha anh em ơi, follow để ủng hộ cho mình nhé.
Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cái ID game này mình thuộc lâu luôn rồi anh em ơi. Đó, let's go. Thật sự là khi mà anh em chơi đua ấy, mà người bạn của các bạn die rồi ấy, chơi game kiểu cảm giác nó hơi bị nhạt. Nhưng mà thôi không sao, người bạn của tôi die nhưng mà tôi vẫn còn sống dai cơ mà, đúng không nào? Hôm nay thì vẫn cố gắng kiếm top 1 bình thường luôn anh em ấy, không phải sợ bố con thần nào cả. Thì hôm qua nói với các bạn là mình sẽ mua cái con nhân vật mới Zota. Thì đây, hiện tại thì mình đang sử dụng nó đây. Ui, không biết là mình có chỉnh độ nhạy linh tinh thế nào chứ anh em, dạo này cầm Ska Titan để bắn chán vãi. Hay là mình đã quá quen với tốc độ nhanh của XM8 rồi nên là hơi ngờ. Không biết là như nào nữa nhỉ. Hay là bên Ghana Free Fire nó giảm chỉ số của cây Ska Titan. Chứ mình thấy cầm cái đấy bắn cùi bắp vãi cả trường. Hoặc là hôm nay là mình đã quá lâu rồi, mình luôn chơi nhân vật Alok, hôm nay là chơi cái con nhân vật Zota này, tốc chạy nó bị chậm đi hẳn nên là thấy hơi ngợp thì phải. Nói chung là cũng không rõ nữa. Nhưng mà nếu như mà các bạn thấy yêu thích những cái video của mình, các bạn quý mình, thì các bạn đừng quên là hãy nhấn nút like, cũng như là anh em chia sẻ cái video này đến rộng rãi giúp mình nha. Ok, mỗi một lượt like, một lượt chia sẻ của các bạn có thêm động lực để giúp cho mình xây dựng những cái video nó chất lượng hơn, hoặc là tìm hiểu về game này, mod giao diện cho anh em gọi là thẩm du tinh thần chẳng hạn. Đấy, nhưng mà cơ bản là bình thường là anh em khi mà anh em chán game ấy, mod giao diện gái xinh gái anh em vào game là để ngắm gái đúng không nào. Nếu mà anh em yêu thích thì có thể là tôi sẽ cập nhật hàng tuần luôn. Đấy, cập nhật hàng tuần, hàng ngày luôn gái xinh cho anh em chơi game, gọi là anh em thay đổi đấy, thay đổi hàng ngày luôn cho nó gấu. Thì cũng nói luôn với anh em, đấy là mình thay đổi một số hình ảnh của bộ nhớ tạm thôi anh em ơi. Nên là các bạn yên tâm nha, hoàn toàn 100% không khóa nick luôn. Khóa nick tôi đền bù cho anh em luôn, chẳng đùa. Nên là anh em yên tâm nhá. Đấy, rồi nha. Được rồi, thì trận đấu này ngày hôm nay còn 11 người chơi nữa. Cứ lang thang thôi anh em, lang thang đi kiếm kill. Ngại gì đúng không nào. Và nếu như mà anh em yêu thích thì các bạn đừng quên là để lại cái sự quan tâm của anh em bằng cách là like cho video. 10.000 like video này, ok, tôi hướng dẫn anh em gọi là mod giao diện game ảnh gấu, hướng dẫn anh em tỏ tình nhiệt tình luôn anh em ạ. Ngoài ra thì các bạn nhớ theo dõi những cái buổi live stream của mình trên Nonolive nha, ID 4739 7760 luôn nhá, mình có để ở dưới phần mô tả. Được rồi, thì cơ bản là mình sẽ live stream bên này thì tôi có thể gọi là có nhiều thời gian hơn trao đổi cho anh em về gọi là tư vấn chuyện tình cảm hoặc là chém gió chuyên sâu đấy. Rồi nha, các bạn là nó sẽ khá là thú vị nên là anh em đừng quên nhá, follow ID của mình trên Nonolive 4739 7760 để ủng hộ cho mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi nha, tình hình là tôi chạy mãi nhưng mà có thấy người đâu. Đây, các ông thấy không ạ? Có 8 đứa này. Trời ơi, chạy nãy giờ phải nói là rất là lâu rồi đấy. Nhưng mà vẫn còn 8 đứa, đậu xanh. Thế là mấy đứa này lại đưa nhau đi trốn rồi đúng không nào? Em ơi, đi trốn với anh. Về nơi có biến bạc đầu san. Uầy, quả giáp chống nổ ngon thế, thêm quả súng băng này. Tuyệt vời ông mặt trời luôn anh em ơi. Hôm nay thì cầm thử á đúc cái đi anh em ơi, vậy thử xem là có mù mắt hay không nhở. Thi thoảng thì tôi cầm á đúc này tôi bắn cho anh em, cơ bản là gáy là chính, chứ còn là trình độ bắn á đúc của kẹo thì hơi gà. Chắc là ở đây thì cũng không bằng nhiều anh em đâu. Tôi bắn thi thoảng tôi vẩy vẩy cho nó vui thôi anh em ạ. Đấy, tùy cảm hứng mà. Rồi nha anh em. Bạn nào mà chưa nhấn like video thì nhớ nhấn like đi nhá, sau đó các bạn chia sẻ cái video giúp mình nhá. Cảm ơn anh em. 8 người chơi nữa hả? Thôi thì tôi cứ xuống dưới tôi lượn lờ cái coi nào. Hello 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 hello. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen. Còn thế ai nữa đâu, khổ lắm. Câu lại rủ nhau đưa nhau đi trốn ở đâu rồi? Phải trưởng nhở. Lâu lâu gọi là chơi game anh em kiếm người nó rất là khó luôn. Hôm nay là tôi còn chơi đua ấy, nhưng mà hôm bình thường là toàn chơi solo, hôm nay chơi đua này kiếm người vật vã mãi, gánh cục tạ sát thủ. Thông tin cho anh em thêm nữa là SK Team của chúng mình đã comeback rồi nha anh em ơi, sẽ lên khá là nhiều video ấy, nên là các bạn nhớ theo dõi cho cả ba kênh của Hòa My này, Tết Thành Dũng này, cũng như là Sĩ Kẹo nhá, ủng hộ cho team của tụi mình nhá. Cảm ơn anh em. Khó nhai, khó nhai, khó nhai đấy. Ui, bó thu này. Thôi thì cứ lên trên tạm phải đã. Khó nhai thật sự đấy. Đậu xanh. Kiểu này thì cứ lên cổng trời thôi anh em, mới thấy thằng nào thì
anh em cứ tự nhiên mà vả luôn thằng đấy nhá. Mệt mỏi không? Các ông thấy không ạ? Chạy mãi đôi khi lại chẳng thấy người. Rõ là khổ ấy. Mặc dù là có đôi lúc anh em gọi là anh em không muốn gặp người. Đấy, có lúc anh em lại muốn gặp người nhưng mà lại không gặp ai đấy. Có lẽ thì lại độ ta không độ nàng đúng không? Độ ta không độ địch đúng không anh em? Mệt không mệt không? 2Q không ạ? Chơi game đúng không hôm nay? Hôm nay kiểu chơi game số nhỏ luôn. Nhưng thôi không sao. Từ từ nhá. Đây, trước mặt là UAV đây. Chạy thẳng vào thì khả năng cao là sẽ thấy thêm thanh niên đấy. Ui, vãi thế. Ui mấy ông solo lựu với nhau á. Ui toàn quả lựu nổ đây, mấy quả skin lựu nổ. Bắn kỹ UAV cái đã. Đấy. Cứ từ từ anh em ạ, từ từ. Chơi hết là mình đã bắn xong kỹ UAV rồi. Tiếp theo đây. Tiếp theo là mình sẽ lượn lờ qua phía này trước. Nếu mà đứng ở căn nhà bên này cam thì nó sẽ ngon hơn nhá. Đấy, chắc chắn là cái nhà bên tay trái này, trước mặt chúng ta thì có người rồi nhá. Anh em thấy không ạ, mình hay gọi là nhà nhiều lỗ ấy. À đủ. Chúng nó đang trêu nhau hay sao anh em ạ? Tôi thấy toàn công liệu nhở, hay là có 2 team nhở? Ui, hình như là 2 team ấy. Úi rồi này. Thanh niên. Nữa không em ơi? Đây à, cái đầu. Cẩn thận cái đầu nha em ơi. Rồi nha anh em, tôi qua đây. À đủ, câu quả liệu choáng lên cái đã. À, cái đầu kia. Cái đầu này chắc đang nút đồ hay là làm gì đấy. Rồi nha anh em ơi, lên vả thế nào, nốc một đứa rồi, còn lại một thanh niên cuối cùng thôi. Nhanh nào anh em ơi, top 1 đang đến rất là gần rồi nhá. Hello, đâu rồi? Đâu rồi người đâu? Ui đây á. Vãi cả trưởng người đấy á. À đủ này, yes. Ui lại còn gài min nữa. Bo nha, phải nói là một trận đấu hết sức là đơn giản, hết sức là nhẹ nhàng luôn mọi người ơi. Anh em ơi, đừng quên là nếu như mà các bạn thấy video của mình hay, đừng quên là để lại cho video một like và chia sẻ video nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye mọi người.